này đó ta? Có chỗ này nữa hả? Này là do hả? Máy nào? Máy nào? Ngày mai bà con là muốn chạy thử thì ra chạy thử nha. Ngày mai là ngày 21 đây á, bà con là muốn chạy thử thì đi chạy thử nha. Có trình diễn luôn. 11 đây là có đi trình diễn đó nha con. Bà con là muốn chạy thử đi chạy thử. Chạy thử trải nghiệm được. John Deere. Rồi bà con là có nhu cầu gì mấy cài mấy kéo John Deere luôn nha, 0586355627. John Deere thương hiệu số 1 Hoa Kỳ, sản xuất và lắp ráp tán độ nha, theo tiêu chuẩn mà bản quyền của Mỹ nha, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu châu nha bà con. Mẫu mã mới thì khỏi nói rồi, đẹp, cải tiến phù hợp với hiện tại. Quan trọng là nó cứng bà con, chất lượng tốt. Đi ngược nó chất lượng cứng thì nó phải nặng. Đặc điểm của John Deere là không bao giờ mãi mãi không gãy đùi. Đùi là bao gãy luôn. Bây giờ bà con xài bánh lồng cỡ nào hay là xài đuôi cỡ nào cũng bao gãy đó, gãy đùi luôn. Chắc lắm bà con. John Deere, thương hiệu số 1 của Hoa Kỳ, sức lắp ráp tán độ theo tiêu chuẩn quyền của Mỹ, là tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu nha.